Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa nổi danh của hãng Pioneer Nhật Bản. Trước mắt của quý vị và các bạn đó là đôi loa Pioneer CS-F99A. Chúng ta bình tĩnh quan sát toàn cảnh đôi loa này. Trong thời gian vừa qua, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi của quý vị và các bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc hỏi về đôi loa này. Đây là một trong những đôi loa được rất nhiều người yêu thích. Chúng ta quan sát từ phía trước thì quý vị nhận thấy rằng đây là một đôi loa 3 đường tiếng. Nó có sử dụng bass 30, một chung giấy và đặc biệt nó được trang bị một chép kèn bằng kim loại. Quý vị quan sát rằng ở loa bass của nó thì nó có cấu tạo giống như loa Pioneer 990 mà ngày hôm qua tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn ở phía sau kia. Nó vẫn phong cách thiết kế giống như dòng loa Pioneer CS616. Đó là vành kim loại ở loa bass nó được cố định vào thân loa nhờ 4 tai, và trên mỗi tai này thì có hai chiếc ốc lục giác. Như vậy nó vừa tạo ra tính hài hòa, đồng thời nó tạo ra cái vẻ hầm hố bên ngoài và nhìn nó rất bắt mắt, có đậm tính thời trang. Và quý vị thấy rất rõ là ở loa chung của nó thì nó được trang bị xung quanh của nó là một cái vành kim loại bằng nhôm sáng trắng rất đẹp. Loa mid của nó bằng giấy và gân xếp vải. Loa bass của nó cũng bằng giấy và gân xếp vải. Đây là đặc điểm chế tạo của hãng. Và đây quý vị thấy lỗ thông hơi của nó có tác dụng. Tức là nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao nó lại thủng. Thì quý vị hiểu rằng khi cuộn côn nó dao động ở trong ra vào ở trong trong cái rãnh từ của nam châm thì nó có thể sẽ sinh nhiệt. Và đây là cũng là một cái yếu tố mà họ tạo ra cái lỗ hở như thế này. Quý vị nhìn ở phía trong quý vị sẽ nhìn thấy ngay. Nhưng nó cũng có nhược điểm là nó dễ bị bay bụi vào phía trong. Nên là chúng ta phải thường xuyên để nó ở cái môi trường trong phòng khách hay là phòng ngủ để nó ít bị ảnh hưởng bởi bụi bặm. Và một điều đặc biệt, một sự ưu ái của hãng đó là hãng đã trang bị cho đôi loa này một chiếc chép kèn trên cùng. Quý vị thấy rất đó là nó rất đẹp và sang trọng. Và lợi thế của loa chép kèn quý vị biết rồi, ở nó hỗ trợ ở những bản nhạc thì nó hỗ trợ cho tiếng mid tốt hơn, là lên một cách chi tiết hơn, và nó có trang bị một vi tinh chỉnh ở phía trước để cho quý vị có thể điều chỉnh tăng giảm giải cao và giải mid, và một lỗ thông hơi ở ngang loa. Đấy. Quý vị quan sát như vậy là một thiết kế rất hài hòa. Đôi loa này đẹp một cách xuất sắc, không có một vết xước nào từ trước đến đằng sau. Nó tương đối nặng, nó nặng khoảng 25 kg trên một thùng. Và chiếc loa bên này cũng như vậy. Có lẽ có thể nói là không thể hoàn hảo hơn một đôi loa như thế này. Quý vị quan sát từ bên sườn, từ phía trên cũng thấy rằng đây là một đôi loa quá đẹp. Từ hình thức bên ngoài cho đến chất âm. Và chất âm thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau kiểm âm. Quý vị quan sát ở đây. Và đây là thông số của nó. Đây là tuổi tác, thời gian đã làm cho cái tem này nó mờ nhạt đi rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn nguyên các thông số. Quý vị quan sát thấy đó đó là model Pioneer CS-F99A, công suất maximum 90W, trở kháng tự động 63 ohm, made in Japan, nguyên tất cả series. Quý vị thấy cả hai chiếc loa này, cả bên trước, đằng trước và đằng sau của nó quá đẹp. Và với cấu trúc như thế này, chúng ta nhìn qua thôi thì quý vị biết ngay là đây là một đôi loa sẽ cho tiếng cực kỳ trầm ấm và chi tiết tách bạch, bởi vì nó có cái chép kèn nó sẽ hỗ trợ cho giải chung nên tiếng mid của nó sẽ rất tốt, có thể nói tiếng mid của nó sẽ lồng lộng nếu chúng ta ghép tốt. Và đặc biệt là với cái loa bass mà có trang bị gân xếp vải tẩm dầu thì nó sẽ đánh rất lực, nó cho tiếng bass rất lực, quý vị lưu ý. Và đặc biệt là với cấu trúc này thì đôi loa này là một đôi loa nghe đa thể loại nhạc, từ những nhạc tiết tấu nhanh mạnh vũ trường DJ cho đến nhạc vàng và nhạc không lời, nhạc thính phòng vân vân. Và bây giờ tôi cùng quý vị sẽ kiểm âm một đoạn. Quý vị lưu ý là đôi loa này đẹp xuất sắc như thế này chưa hề sử dụng ở Việt Nam, được nhập từ nước ngoài về, và đôi loa này có giá là 17 triệu 500 ngàn đồng ở thời điểm hiện tại. Ê căng của nó còn đẹp xuất sắc. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa này xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc.
Đặc biệt đôi loa này không kén âm ly quý vị nhé, chúng ta có thể ghép nó với âm ly nào cũng được, từ Sansui Pioneer cho đến Denon, và tôi đang ghép nó với một chiếc âm ly Denon 940. Quý vị hãy cùng tôi kiểm âm. Quý vị có phone hãy đeo phone vào để cảm nhận toàn bộ giải trầm của nó tốt như thế nào. Chào nhau lời tạ từ hôm nay, rồi ngày mai xa cách. Cho nhau những đắng cay của giọng của ca sĩ Tuấn Vũ rất ngọt ngào. Mình vội tan theo gió mây. Như vậy là đúng như chúng ta dự đoán, từ hình thức bên ngoài của đôi loa nó đã cho chúng ta chất âm như chúng ta dự đoán, đó là trầm âm lực và đặc biệt là trung âm của nó sẽ dày dặn. Tiếng trung của nó rất dày, ở giải trung cao thì nó vừa phải không chói, và ở giải trung trầm thì cũng vừa đủ để không bị ù. Nếu đeo tai phone thì quý vị cảm thấy nhận rất rõ những cái tiếng guitar thoảng qua và những tiếng leng keng của các bộ gõ rất nhỏ thôi, nhưng đều được chiếc chép kèn kia tái hiện một cách rất rõ nét. Chép khá nhuyễn và mảnh. Một đôi loa như thế này nếu bày trong phòng khách của quý vị cũng như trong phòng ngủ sẽ tăng lên vẻ sang trọng của nội thất căn nhà của quý vị. Chia tay diều nào nồng mến say cho lòng tôi chúa gió. Quả thật chất âm của nó quá tuyệt vời, mặc dù là tôi ghép với một chiếc âm ly chưa phải là chiếc âm ly thật sự xuất sắc. Chọn đời xa cách người, chọn đời xa cách người. Ơi.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này.